Welcome back to my channel, and today I would like to show you how to make an origami paper. Now let's start. Mình có từ ỷ chén vậy. I hope you enjoy the entire origami. Ô, người ta nổ chứ không phải lại. Tôi thử không video rồi. Sao? Quay dọc thôi. Quay dọc từ nãy giờ á? Mấy cái lúc người ta quay dọc, người ta quay ngang không? Lần theo người ta sao lại thích quay dọc. Là không được đi ngang nữa. Xong rồi cái lúc mà chung là báo là tao tao tắt đi, tao xem đi nào ấy, thì nó mất cái video luôn. Bây giờ để video 4 phút. Thì nó mất một video luôn. Thôi quay đi, tao không quay đi. Thank you.
nhà tỉnh thơ ý nhỉ. Ừ. Là gì nhỉ? Nhà. Nhà ở tên gì nhỉ? Thì nó không phải dạy em là cái gì gấp gáp như mình đâu mà. Ừ. Sao mà không phải dạy thì sao? Cái chủ tường.
theo cho mình thích mua đôi Adidas 36. Cái đôi thì trước mà gọi đi thì nó đủ. Nếu vào thì mang áo cho tao. Nhưng mà hôm nay kéo phải 6-7 giờ tao mới về quay thêm để mai tao đi dạy nữa. Mai thì chắc 5:30. Mình sẽ cố gắng về sớm bạn mua giờ giảm này. Mai là ngày mấy là được? Ừ, nó bằng được. Không thể nào không ạ? Hả? Thì không có biết thế nào không? Thì nó sang thì người ta lại về cái này chứ. Mấy giờ đã? Đêm. Đêm à? Nó không ở đấy. Cái gì? Giống như 10 giờ tháng hóa mới về mà. Tối nay mới sang đây ngủ á? Nhà này xong sớm không? Dạ. Không, em xong sớm không? 5:30 xong không? Vâng. Chị có muốn về phòng anh trai trước không? Chị bị lỗ ở video, phải không? Chị 6:30 về. Em hay đấy, quay thêm một video nữa. Mai lại chơi lại. Về đấy ngồi mình chán xử đúng không? Về nấu cơm đây. Thôi mẹ ơi, khỏi tâm sự đi. Tao không có gì để nói với mẹ cho mình nấu ngon hơn nói. Thật sự. Mày ơi, nó bảo tối mai nó sang nhà tao. Thì hai chúng mày xem đá bóng với thôi. Nó là xem, cái đoạn đó nó xem. Quay được 30 phút rồi. Xong rồi lỡ tay dết tiền của chị Dung đã xong rồi. Đừng luôn. Mày là được 30 phút, nhưng không con được 30 phút được đến kia. Không yên thương không? 40 phút này. Tiếp. Quá tiếc. Làm cái này thì cảm thấy thời gian rất là quan trọng. Tại mắt nó cứ chớ chớ ấy, trông cứ kinh. Thế tao mới quay dọc. Tại nó không biết mình trước, không biết. Điệt thế. Nó ra là mày đi kiếm với khác trải bàn đi. Trải cho đi. Tao lấy lẽ không có khác trải bàn rồi. Lấy cái chăn thôi. Lấy cái bàn để là ấy lắm rồi đấy. Toàn nhà quay chi được cơ cơ không?
công ty quay chi đó. Quay chi gì đó? Hàn Quốc. Quản lý của quán phim. Bạn Phương không ghép thì nhắn tôi. À, ghép comment tôi. Bạn bạn Phương chưa mở được Facebook thì im. Bạn bạn Phương. Alo. Đây em vẫn nghe thấy mà. Xong chưa? Xong rồi. Ừ, ok. Chị tạo em xem. Mà bài mình cái gì bài mình Học là学习成绩不高，我呢，不高是当然了。 跟什么一样？你们就跟啊跟的一样。去年也多年，去年。 我希望你今年的学习成绩跟去年的一样高，一样好。 好，那你家有几口人？我家有五口人。好，你有男孩子吗？我有一个男孩。他今年几岁？他十四岁。好，他的学习成绩，他小的时候。
他的学习成绩怎么样？啊，他小的时候他学习很好。学习很好。他学外语吗？啊，他学外语。啊，他学什么啊？什么外语？他学呀、英语。英语。他的英语好不好？他的英语好一点。他的英语。对。他的英语好。不用不上课的时候，他在家做什么？他都看书，做作业，那。对的，哎，缓点呢。好，他，去年，他最高的学习成绩，排名第几？最高的学习成绩。最高的第一，第一你来，成绩考的高一，高一我拿了，对，好，那现在呢？他的学习成绩怎么样？他现在的学习成绩很不好，不好，那么了挺差，挺差，后来越来越差。那他在家做作业吗？看书吗？现在他不看书做作业，他哪天都看电视玩手机。对，好，那看到他这样，你怎么说？我跟他说，你希望他，后来怎么样？我希望后来，我希望后来他，那个成绩今年更，他今年的学习成绩，他今年的学习成绩更。对，一样高。好，走 ，OK。mình dần nốt lại cái đoạn cuối nữa, mình chưa hỏi được bạn. Là cuối gì?Vâng, chị vừa đọc rồi. Ok, 好. Nhi yếu khoai xí quan mà. Mình có khảo là gì? Khảo là tốt. Khoai là xấu. Là không tốt. Khoai. Khoai. Khoai hảo đó. Nhi yếu khoai xí quan mà.
啊，这是什么习惯？哪天都喝咖啡？早上你喝吗？早上我喝。什么时候喝？晚上我喝。早上我喝。下班。OK， 过来下午，你讲下午吧。下午上班的时候。下午上班的时候，我也喝咖啡。我也喝咖啡。好，那你喝这么多咖啡，你老公说什么？我老公说。喝多咖啡对身体不好。喝多咖啡对身体不好。我一杯又一杯好了，什么了？我喝一杯又喝一杯。不行。那你听他说的话吗？我听他说的话。是不是昨天你头疼？是昨天我肚子突然疼。你肚子突然疼，是因为喝太多咖啡吗？对呀。那你去不去医院？是他要带我去首都医院看病。好，那医生说什么？医生说我喝太多咖啡了。现在我的很差。好，他还说什么？他还说从今天开始只能喝水。那你听医生说的话吗？我不想在医院，不能回家了。好好。OK， 关掉我的音乐。听到名字来电了。那不，拜五。喂 ，OK， 拜下去。哎，我在忙着呢。忙着我在门处的工地接了单。你蛮干的，是不是你在忙着呗？看一下你们干的吧。nếu ta tính là ta ba đứa bắt đầu ở công ty là một người làm nếu còn hơn ấy kiểu nó cũng có sự áp đặt đấy.
Con nhanh nữa mà. Đó, cứ dần là... cứ dần già, dần già. Chủ động thế nào thì mà lười. Đi ra nhà công ty là người trung thực. Nhà để xuống, cái tên xuống cái xong mình sẽ đặt tên con tàu nhà để... quá ăn nhà, quá ăn nhà, không phải lo nghĩ gì. Mai gọi là qua họ quá nhỉ, họ quá dư quá. Chúng ta phải xuống để nói luôn, khổ quá. Mày bảo thanh thanh nhà nhỉ, nó lại càng nhà phải không? Xuống nghe cái tên mình thì không thùy nghe nó cứ bấp bênh như này ạ. Biết tương lai rồi sẽ đi đâu gì đây. Nhà Dung bảo quay lại tao bị lỗi cái tao chán cả đời tao chả không phải đâu. Ông mày bảo với Dung à? Không, kiểu như tự nhiên Dung nhắn tin tao bảo mày ơi mày xem lại vít của mày còn toàn bị giặc ấy. Thế tao mấy cái sáng nay ừ tao tắt đi luôn ấy. Thế tao mất mẹ luôn. Cay quá cay mà muốn 4 phút rồi chứ không phải là ít vậy ạ. Cay gì thế chỉ. Vậy mày không nhắn tin vào mẹ đâu. Nó nhắn bằng Zalo. Thì kệ nó. À đâu nó bảo là mày xem lại mày xem với tao phải xem lại mà thì chẳng phải mở lại cái vít tao xem. Cay ra thì là gì đấy luôn. Ừ, nó khác là đứt rồi. Thế là tao mày là mốt. Tại Dung rồi. Thế là tại mày. Tại Dung thì nó bắt tao xem lại. Mày phải kệ Dung. Mày xử ok thôi. Ba hôm nay là kiểu xem mà vấn đề tự nhiên lộ ra, kiểu người ta không lừa trước được là mình sẽ như thế. Chứ ai biết là tự nhiên mình quay dòng rồi. Tại mình bị mắt trố mắt nên mình quay dòng. Mắt trố mắt. Mắt trố mắt. Thì như có cái tao quay dòng. Mày quay lại cái quay dòng á hay là mình quay lại cái là mình mất rồi. Mất rồi. Thì quay lại chúng mày cả 4 video cho thế cả buổi sáng nay 4 video là cái nào mày cũng quay nào đến đêm luôn. Thì tại sao thấy mắt chố xuống quá thì mày thấy gì đó nhất thường rồi khăn nước nước lạnh thôi mày mày thăm nước lạnh chưa tao vẫn phải đây. Đây này hai điện thoại này. Cái gì nhỉ? Người ta gọi là cái gì nhỉ? Đập. Cái gì? Điện thoại chi phố. Độc thoại bị độc thoại chi phố gì á? Phương Lan xài được. Ờ đúng rồi. Có khi đấy gì nhỉ? Tháng 5 hôm qua chị xem cái gì? Ở tháng 5 đúng không? Ở May. Ừ, đấy cái phim đấy. Nào kêu. Em vào tháng 5 à? Bà đi chết à? Chị đi chết à? Cưới. Cưới ở lên đường rồi nhưng mà... Đi đâu lại chết? Đi đâu lại chết? Còn kia cũng đi. Còn kia cũng đi tự tội mình mà không chết. Rủ nhau đi đâu xong vào đường xong bà này tìm cái xác vào này đúng không? Hôm qua chị xem ảnh. Hôm qua xem ảnh. Cứ thì cho người ta về lại bên nhau xong lại cho cái sao mãi mãi không bao là không bao nhiêu kịch của Penthouse. Penthouse phần 3 lại có một cái gì đấy đang rất khó hiểu. Penthouse nó đội mồ xong thật đấy cứ chết xong rồi lại à thì ra bà này chưa chết. Ừ, cứ cái kinh nghiệm là thế nào đấy là ngã thế nào chết ngã ngửa là chị không xem đâu à. Đây này thanh niên này xem để có mong chỉ xem review rồi. Ừ. Review thì là... Ờ, trên đồ mình lỡ ngáp ở đây rồi. Kỹ lúc
nó phát hiện mất không ở. Ôi nhưng mà bà này nói thật mà. Hiện thì Baba Vanga đã không may mất đi vị giác rồi. Không ai ngờ được rằng sau khi mất đi vị giác, Baba Vanga đã có được khả năng tiên tri. Hơn nữa bà còn bà tiên tri Vanga nổi tiếng. Từ lúc sinh ra cho đến một nhân sống như một con tin. Đôi mắt này của bà có thể nhìn xuống tương lai, còn có thể nhìn ra nguyên nhân gây bệnh cho con người. Rồi ở Việt Nam mình chưa có bà gì hằng ấy. Cái đấy là tìm mấy tìm mộ liệt sĩ thằng bố. Thì bố là đấy còn gì, gọi là nhà ngoại cảm. Bởi vì nhà ngoại cảm. Năm đầu phải tiên tri. Trong 8 tháng từ năm 1999 đến năm 2000. Giờ tiên tri là không thắng. Tiên tri bao nhiêu tỷ. Ôi nhưng mà giờ không thấy bà đấy nữa. Ừ, tự nhiên bà đấy nổi lên xong tự nhiên nó một video quay thẳng ông hỏi gì ở nhiều đại lục rồi. Là cái buổi live stream hay rồi, đến chi lý rồi, đừng đi hoa nở mà nữa. Sợ. Không chạy nổi thì chạy lên nơi thật cao này mà cả phải kiên cố thôi. Obama cũng không được đấy lắm như lời đồn. Cả biết gì nào. Các nhà còn lo ngày mai ăn gì. Đây là bao nhiêu. Cái này là bọn nó nói nhắn rồi. Không phải mình ăn. 2030 nếu mình còn sống 130 tuổi đấy. Thôi ạ, à, em không sống được đến như thế đâu. Cuộc sống sụp đổ. Các bạn không vậy.
năm 2022 chúng mày có thể đừng điêu nó được không? Hay là con người đã tìm ra một hệ bản trái đất đặc biệt. Sau khi bắt đầu sang đấy nó lại xuất hiện một bà tiên tri nữa. Bà và anh em nghe chuyện có những người nhớ được chuyện kiếp trước nhỉ? Bà bên kia đoán rằng năm 2019 trên thế giới lần thứ 3 sẽ bùng nổ. Hay châu Âu vào năm 2016 sẽ không còn một ai. Đương nhiên là những lời tiên đoán này đều không xảy ra. Thời gian đã sớm qua đi, không thể xảy ra chiến tranh. Châu Âu cũng không phải là châu Âu kia. Nhưng khi họp với bạn bè bên cạnh Baba Vanga và người dân đều cho rằng Baba Vanga sớm đã tiên đoán được chính xác ngày mà bà sẽ chết. Bà ấy đã mở miệng mình sẽ chết vào tháng 8 và sẽ được trôn cất vào ngày 13 tháng 8. Ngày 11 tháng 8 năm 1996, Baba Vanga đã ra đi ở ngõ 85 tuổi. Các phỏng vấn bạn bè của Vanga cho biết rất nhiều lời tiên tri của Vanga được tuyên truyền trên mạng. Tất cả đều là giả. Baba Vanga không hề tiên tri những việc gì kia. Chắc hẳn nhiều người muốn phải nổi tiếng nên đã hồi phòng câu chuyện. Nhưng vào năm 2021, Baba Vanga đã tiên tri rằng sẽ có thể tốt. Bà nói rằng năm 2021 sẽ là một năm thay đổi thế giới. Hy vọng của hệ thống dây chuyền sẽ được phá vỡ vào ngày nào. Chính là thế giới thứ 21 đây rồi. Gần cuối năm đến nơi rồi mà dịch vẫn còn. Cứ tưởng đông Lào. Trung Quốc cái gì đây chả vơ của nó. Vì cái này corona đây. Ừ, tiên nghe tiên gì kiểu cái đó. Không đi sau khi có danh tiếng muốn kiếm thật nhiều tiền hơn. Bà ấy cũng không vì những việc này mà sống xa hoa sổ xíu đi. Bà ra không thể dễ dàng vì ai đó mà tiên đoán. Cũng không được đó để nổi tiếng. Một nơi bà đã để lại rất nhiều lời tiên tri. Chúng ta cũng không thể quá hiện tượng. Thời gian trôi qua không phần những lời tiên tri chắc hẳn là được biết bởi những người thế hệ sau. Hiện tại những điều truyền trên mạng về tiên tri quá nhiều rồi. Trước khi hiện tượng xảy ra tất cả đều không
Chị có thể nói rằng sau những lời tiên tri trước giờ đều không đúng với chính thật. Chúng ta nên suy xét những lời tiên tri một cách lý trí hơn. Bởi vì tương lai vốn là những điều không chắc chắn. Bất kể có tiên tri hay không, hay lời tiên tri có chuẩn hay không, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ai cũng không thể thay đổi đâu. Đối với chúng ta mà nói, cách duy nhất để thay đổi ngày mai chính là trân trọng mỗi ngày đã qua. Lại nói tiếp. Ê con lợn, hay mai mình sang đi. À hay tối mới sang rồi thì mai đừng có sang đây nữa. Tối nay tối mai mới là bóng đúng không? Con chó điên nên nó đòi sang cả hai tối rồi. Vậy thì tối nay tao chắc tối nay 6:30 7 giờ. Nay ta quay thêm để mai ta đi dạy.
eo bọn em ra nó hay vậy à? Không biết. Bạn yêu nhỏ. Yêu rồi. Bạn yêu nhau nó hay vậy à? Không, tỏ chả biết được. Hay này. Ngoài nhà. Nhà mấy đứa yêu nhau nó hay vậy à? Mình chỉ biết yêu idol thôi. Hai mẹ nhìn trẻ vậy. Thank you.
Tính lại 7 nha các bác ạ. Thank you for watching my channel. Bye bye. I hope you enjoy my video and thank you for supporting me. Supporting.